Xin chào tất cả anh em cần thủ. Hôm nay cửa hàng đồ câu Phi Mắc xin review và so sánh giữa hai dòng mồi, đó chính là dòng mồi V4 Hunter và dòng mồi V6 Hunter. Thì đầu tiên mình sẽ review về khác nhau nha. Đó chính là về hai cái thìa được thiết kế khác nhau nha mọi người. Đó, ở bên thìa này thì kiểu dáng như là chân vịt nha. Khuấy nước rất là đẹp, rất là tốt, thu hút cá. Về hai dòng mồi này thì thu hút cá đều như nhau. Rồi tiếp theo đó chính là về hình dạng bên ngoài. Về V6 Hunter thì bên trên nó có cái vây nhìn rất là độc đáo, còn V4 thì không có nha. Đó, mắt của V6 thì nó to hơn, còn V4 thì nó nhỏ như thế này nha mọi người. Rồi phía dưới bụng của nó thì được in chữ V4 này, còn V6 thì phía dưới bụng thì có V6. Đây chính là dòng mồi đến từ Thái Lan nha mọi người. Đó. Còn khi mà mình rờ đến thì mình cảm nhận thì thấy V4 Hunter nó mềm hơn nha mọi người. Còn về V6 thì mình thấy chất liệu nó dày hơn. Đó, nó dày hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh là mình sẽ nói điểm giống nhau của hai con này. Chất liệu đều là cao su mềm nha mọi người. Về lưỡi thì là lưỡi BKK, siêu sắc nhọn luôn, bám cá rất là chắc nha. Đó. Bên này cũng là lưỡi BKK double hook. Mồi V4 và mồi V6 thì kích thước và trọng lượng như nhau nha mọi người. Kích thước đó chính là 3,8mm và trọng lượng đó chính là 7g, phù hợp cho mọi người đánh cá lóc, đánh lua nổi nha. Rồi, điểm ở trên này là có cái khóa này, khóa xoắn nha mọi người. Hai con đều có, và ở dưới này là thìa, cũng là thìa xoay. Đó là điểm giống nhau nha. Mọi người quan tâm về sản phẩm thì mình sẽ để giá phía bên dưới link mô tả, mọi người có thể bấm vào để xem giá của hai sản phẩm nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và mọi người thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.